rồi mà. Ông ba. No. Có gặp ở bển mà. Seen him long time. I seen him at the house before. Ừ, quay nhà. Ông về nhà mà chạy gặp ông ba. Gió ha. Nè xé miếng giấy được không? Được rồi hả? Ông ba thương Thí lắm. Dạ. Yeah. Bà chửi nhiều. Chửi nhiều. Yeah. Say he yelled my bài a lot. Yeah. But he loved my bài a lot too. Chửi không lên nhiều nhớ. My mom was telling me how much he loved you. Rồi, nay cậu vui không? Cháu về thăm cậu nè.